chào, đây có một con máy Yamaha 2000 ISG 2000. Thì con này thì tình trạng nó như thế này các bạn. Moe thì có đủ này, cái dây giật thì đã bị đứt này. Cũng có bác hỏi mua cái mình cái cục phát thôi, nhưng mà loại này thì đa số là bán ở trên này, nó bán nguyên bộ như thế này thì bắt buộc là phải mua cả. Thì các bạn về lấy linh kiện gì đó thì các bạn lấy, ví dụ như bình xăng này có đủ các thứ này, này kia, nhưng mà gọi là mua xác đấy các bạn. Thì đây thì con này là 50 Hz nha, đây tần số quên là 60 Hz đấy. Em cũng báo tình trạng là nó như vậy. Thì con này đây, công tắc, đồng hồ các thứ là anh thấy là như thế này, thấy cái dây này đã bị đứt này, dây này đã bị đứt là dây e đứt này, cổng ra 12V này, máy thì tình trạng như thế này. Thì có cần đến gì thì lấy xác thì các bạn liên hệ được. Những cái con này là mình không có bao sống, gọi là máy chết hay gì đó, các bạn về làm sống vô đồ vô đạn thêm thì các bạn cứ vô, tình trạng máy là mở ra xem được có như vậy thôi. Còn bên trong nữa thì mình không có biết, còn mạch ai bây giờ thì mình cũng không có biết, mình mới vào nghề này nên là kiểm tra được những gì như thế này thôi đấy. Còn con này Yamaha, cho các bạn xem tình trạng nó như thế nào. Con này thì để ngoài trời lâu quá rồi, xét hết rồi, còn bên trong này mình không biết như thế nào. Mở được không? Dây kéo này, dây kéo thì thấy nó bị tụt hơi rồi các bạn. Công tắc tắt mở, mình mở ra xem qua bên trong nó như thế nào nè. Không mở quá, tình trạng nó là như thế như vậy đấy, thì cần đến thì ấy thôi. Bình xăng thì chết hết rồi này, bình xăng thì chết hết rồi. Chụp buri cái này là chỉ cần là gọi là bị trái thôi. Đây thì cũng có bác hỏi cần đến cái con demo thôi, 2-3 kg gì đó, thì tất cả là phải mua nguyên cái bộ như thế này, về lấy mỗi cái phần như thế này ra thôi. Đây máy tình trạng là như thế này, đây mã số, công suất nó như thế này, đây hiện tại hiện trạng nó là như vậy. Con này 2 kg, con kia cũng vậy, nó là 2000 VA chứ không phải là 2 kg. Rồi để em xem coi có cái con nào công suất lớn hơn. Có bác hỏi em lấy con phát 5000 nhưng mà đây toàn là 2000 mấy không à. Thì hôm qua em cũng quay cái con này, nó có 3000 3 kg à, 3 kg, nên là hiện tại hình như máy phát hàn, không phải là máy hot điện, máy phát hàn. Nếu mà ấy là nó cũng là nhỏ quá, công suất nó chưa đủ cho các bác làm công việc. Rồi để em đi xem nó như thế nào, có con nào lớn hơn em báo với các bác. Rồi con Yamaha này 1400 này, 1400 không là cái máy nó đã bự. Tổ bố này nhìn thấy sau thì tổ bố nó biết chiều được kia thế nào. Đây nó dài khoảng gang tay á, đấy tình trạng nó là như vậy này. Nói chung là những cái phần này là đa số là buri thì lỏng lẻo này, chắc đã bị tháo ra lần này kia rồi. Mấy cái phần này thì không nói, xăng thì xăng mất hơi này, kéo là tình trạng mất hơi này. Shikawa có bạn hỏi con Honda 2000, đây mình đang tính ở đây thì chỉ có Honda 1500, có xác luôn, chỉ có máy Honda 1500X. Đây các bạn hỏi mấy cái demo nó thôi, thì đây con mình đi kiếm cho con 2000, hiện tại đây chỉ mới có con 1500. Có người thì lấy cái này, có người hỏi cái kia, có cả người hỏi cái mạch nữa.
mạch con gì á, Kubota gì á mình cũng quên rồi. Thì mạch từ trên này thì nó không có bạn họ, không có bát. Con này nhỏ chưa được 5.000 á. Em xem con này mấy ngàn. Máy thì cũng rất chi là bự. Máy rất chi là bự, cái demo. Mình giờ đang đi xem demo thôi. Con này nó chạy tụ hay là chạy AVR thì mình cũng không rõ nha. Tình trạng máy như thế này. Con này thì như đâu đó mấy triệu gì đấy. Mình chưa hỏi giá con này. Đây thì có bạn hỏi con này hôm qua có người hỏi con này hỏi dùm thì cái con này người ta bán rồi nha, cái này bán rồi. Còn mấy cái thằng này thì đầu máy thì còn, đầu máy mới như thế này thì còn nó nguyên như thế này mà không có ai hỏi nên mình cũng không muốn hỏi giá làm gì. Các bạn cần đến thì mình hỏi giá thôi. Đấy, máy là như vậy. Máy mới, có gì bán lấy vậy đó. Đây thì cũng có những con máy chạy rồi, làm cho chạy rồi là nó như thế này đây. Đóng cái này là bà bán rồi này, có những con bán còn chưa, là con đang dọn. Thì những cái máy này thì mình cũng không ham lấy. Thì đây em cũng đang đi tìm con 5kg nhưng mà demo thôi, nhưng mà nó rất chi là khó. Thì cũng có nhiều anh em cũng đang đi lựa đây 5kg cũ phát thôi, hay là đi cả cái máy thì cũng đều không có. Con to đùng kia có 2.500 ạ. Con này 5.500 hả? 5.500 2.2 kVA 50Hz, cái này có 2.2 kVA thôi. Tên của nó là 5.500, không phải là 5kW đâu. Đây em cũng đang đi tìm máy hàn dầu 50Hz 2.5 đến 3 kVA. Con này đây thì có thì bán hỏi lấy lại hai khai sĩ luôn, có máy máy phát vô chưa. Đây cái máy CEC 2000 đây, 2000 ít đây. Thì cần đến để mua lấy mình cái cú phát này ra thôi, tùy bạn nha. Máy cả máy thì có một con như thế này đây, tình trạng nó thấy cũng dây nhỏ đầy đủ nhưng mà nó bị kẹt dây rồi, nó không có ra được dây này. Boe các thứ là đầy đủ này, thì lấy máy phát thì không cần quan trọng cái đó, các bạn lấy luôn cũng được. Đây máy Honda luôn, 1.500. Các thứ đầy đủ như thế này. Tình trạng là em không biết sống chết nha. Em cũng mới vào nghề, nói thật là các bác là như vậy. Thì con này đây cũng 1.200. Máy Honda. Tình trạng nó cũng đồ đạc thì vẫn như thế này, có thiếu mất một cái nắp chụp boe. Ví dụ như các bạn lấy con nào thì mình sẽ lấy đồ sang, chẳng hạn như cái thiếu khóa hay là thiếu dây gì đó, miễn sao là có. Thì cái con kia hiện tại nó không có dây rút cả, cùng loại thôi. Thì thông số nó ở trên đây như này. Như tới luôn. Quên đem giảm có gì vàng này, chưa có cái gì. Máy Honda nha. Rồi, giờ đến demo thì mình đang đi kiếm nhưng mà hiện tại không thấy có con nào mà tới 5kg cả. Rồi còn hàng sách tay này,
cái tay hiện trạng nó như này này. Tất cả em không biết sống chết thì mua máy về, thì nếu mà các bác biết làm thì tự dọn này. Đây, còn mấy con cái tay nó như này. Máy này thì gần như là máy mới, nhưng mà có những con thì chạy rồi, chạy nhưng mà có những con thiếu nắp, thiếu này kia thì sang qua sớt lại. Máy thì như thế này đây, đây bình xăng các thứ lại đầy đủ như thế này này. Đấy đấy, cái này là gọi là mua con nào thì chết con đó. Nói chung là không, em thì không dám bao sống cho các bạn, vì cái này là em mua sao em bán vậy, anh em nào lấy được con nào thì cứ lấy thôi. Thì còn đây mấy con đi mô, nhưng mà cái loại này đang chạy mạch AVR, chạy mạch AVR nên là các bạn không biết có xài được cái loại này không. Hiện tại nó đi ra bao nhiêu dây này, 3 dây xanh, xanh lá, 3 cái xanh dương, 1 dây trắng, rồi thêm chuỗi than nữa. Chuỗi than này nó đi một cặp qua domino chỗ này, chuỗi than nằm ngoài đây nữa. Tất cả máy này là đều có chuỗi than nha. Thì dây cắm của nó sẽ hình dạng như thế này này. Đây, từ từ lấy nét lại đã. Đấy, hình dạng nó là như thế này. Cũng 3 lá, 2 dương, 1 trắng. Đấy, tình trạng máy là như này. Các tháo đầu máy 24 ra. Có con thì như thế này, con thì như thế này, con thì như thế này. Đấy, các bạn cần con nào thấy cái này là không biết kilowatt nha, nó tháo đầu 24 thôi. Hiện trạng là em không nay mới thấy cái loại này. Đợt bữa trước em cũng lấy con rồi, nhưng mà không biết xài mạch AVR, bắn lỗ bắn tháo luôn, chạy lấy xác luôn. Mới học nghề nên là cũng không có biết rành về mấy con này. Bạn nào vào việc thì cứ lấy thôi. Rồi, còn hàng xách tay nhá. Xách tay thì cái con này thì có đủ gần, để xem coi đủ không nào. Xách tay thì nó, con này là con Honda. Honda ổ cắm này, ổ cắm nó là cái cắm như thế này này. Máy móc thì thấy nặng lắm ạ. Đây. Tay đang đau nên là không có nhấc nổi. Mới đi đấm nhau xong. Thì máy này đây, máy mất nắp này. Cũng Honda. Thì ví dụ như là 300 này chẳng hạn, thì máy này đẹp hơn thì lấy cái nắp bên kia qua bên này, đó là lấy cho đủ đồ. Còn cái máy này đây, máy gì linh gì này mình không có rõ, thì tình trạng nó như thế này. Đây mình sẽ xem ổ cắm các thứ là đầy đủ này, dây kéo này, mình thử kéo thử coi nào, thấy cũng nặng đấy, chắc có hơi này. Thì cần rõ chi tiết hơn thì mình phải ra đây test cho anh em xem thực tế, gọi điện video. Còn con máy cũng chắc Honda luôn này. Máy này máy gì mình không biết luôn. Để giờ mình xem coi nào. Nặng quá. Tay đau nữa. Đây, con này là cũng Honda luôn. Honda 400W. Tình trạng máy là như thế này. Thì cũng có chỗ mốt, chỗ méo này kia đây. Cái này nhớ thì hồi không có quan ấy về có thể là thay, nắp nít đầy đủ. Thì cũng hơi xét rồi này. Bên trong thì nó cũng có màu thôi chứ chưa xét lắm, chưa có xét. Đấy. Đây bôi lọc chỗ các kiểu là có đủ, vì cái thằng này nhỏ nên ít người xài. Toshihi gì này. Kéo thử. Kéo thì được rồi đó, nhưng mà tình trạng máy thì thấy nó hơi xấu. Vì xăng cái thứ là có đầy đủ. Còn cái máy này, máy này là TS 800, TS 800 chứ không phải là 800W nha các bạn. Các bạn phải hiểu rõ. Vì xăng thì nó nổi như thế này đây. Kéo thử coi, mình lấy chân lên mình đạp kéo thử coi. Có hơi, có hấp đồng hoàng, có bình xăng con, có bôi các kiểu.
Đây, Suzuki. Suzuki này hiện trạng là mất boe. Khóa xăng thì đấy, mở xem. Đồng hồ có, cộng trừ 12V có. Đây, hiện trạng nó là như thế này đây. Bình xăng, ốc thì để cũng hơi xử lý xem tí. Hiện trạng như thế nào em nói như thế này đó nha. Bình xăng như thế này, nhưng cái vỏ bên ngoài thì còn đẹp nha các bạn. Máy hiện trạng bên ngoài thì đẹp, thiếu boe này. Có con nào thay thế được thì lắp vô, còn không có được thì không không cần phải nhất thiết phải lấy. Các bạn thợ, anh thợ nhôm thợ về thì xem thiếu những gì lấy. Cái nắp bô này còn sáng này, còn sáng bóng này. Thì trên này nó có bị móp này, thì về tự nắn lại. Anh nhôm thợ báo cái này là báo cho anh nhôm thợ tự về tự lắp, mình chưa có đi lấy thôi. Còn con này thì Honda 4A. 4A thì 4A 100V là 400W. À đây, 400 đây. 400W thì nó công suất ra khoảng được lấy 300 thôi. Không cần nhiều đâu. Đây, máy hiện trạng như thế này. Vì có thể là nó hơi móp oản vô hay là gì đó thì tình trạng máy là như thế này. Đang để in khung. Còn con này đây cũng sách tay rồi. Tiếp đang còn mấy con ạ, đi nốt đây. Con Suzuki đây, hiện tại boe cũng không có, chắc để nghiêng thì nhớt nó lên đường họng này, để nghiêng đổ bằng họng. Cái con này là sách tay như thế này, có tay sách, có nắp chụp buri như thế này, dây buri mất rồi, cái chụp buri hiện mất rồi, thì có thì lấy đủ. Nắp bình xăng thì hiện tại cũng không thấy. Bình xăng thì còn sáng nha, trong bình xăng thì còn sáng, có tí bám tí bụi trong đó thôi. Boe cái bô thì nó hơi cù rồi, mục rồi, nhưng mà bình xăng lại sáng này, đấy. Tình trạng máy là như vậy. Dây giật thử coi nào. Rồi, nặng lắm các bạn. Thì cái này chỉ có sang linh kiện thôi. Rồi, còn tình trạng con này Suzuki X650. Tình trạng là boe không có. Không có ấy luôn. Như bên này thì còn có miếng mặt sau. Còn cái thằng này là không có mặt sau, mặt trước luôn. Ốc thì đang còn ngon lành cạnh hành luôn. Ấy, các bạn cần đến cái gì thì đa số trên này là mang mua cái không ạ. À? Nên là ví dụ như các bạn mua món thì mình phải mua cái luôn. Thử giật coi nào. Giật ngon lành. Tình trạng nắp bình xăng. Còn mặt sau này kia coi xem thử. À, tình trạng nó nắp này mục hết rồi. Đấy, cái này là giống như đi mua ve chai vậy đấy, chứ có khác cái gì đâu. Nhiều bác cứ hỏi là ve chai, nó thực chất nó là ve chai mà. Đấy, đây em đã quay gần như là hết mấy hàng đẹp rồi. Còn giờ em bán hàng sống nhiều, chứ còn không có mang về dọn, lấy về dọn đâu. Thì các bạn cứ mua một là mua xác như thế này, gọi điện trực tiếp bác lấy con nào thì em lấy con đó, chứ không có ấy. Còn bây giờ khách mà ai lấy một con hai con mà về xài luôn thì em lấy lại chỗ đây bên thợ giao luôn. 1 đến 2 ngày thì các bạn nhận được. Cứ lên xe là cho số điện thoại nhà xe, các bạn cứ kiểm tra hàng là bạn chuyển khoản nốt về cho mình là xong. Đấy, tình hình là như vậy.